Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi đầu tuần. Đây là DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Và khách mời tuần này của chúng ta, một gương mặt cũng khá thân thuộc với nhiều anh em đang nghe DeFi Discussion rồi ha. Thì chắc là mình sẽ để cho vị khách mời này gửi lời chào đến anh em. Cảm ơn anh Nguyên và xin chào mọi người. Mình là Mai Phan, hiện là mình đang làm researcher ở Karos Ventures và mình cũng đang là research ở AntiAnti NFTs Club. Mình rất là vui khi mà được lại được anh Nguyên mời góp mặt trong buổi DeFi discussion ngày hôm nay. Chắc là trước khi mà đi vào cái chủ đề chính của hôm nay thì mình sẽ làm một cái phần câu hỏi ngắn thôi. Tức là anh thì anh thấy là Mai có nghiên cứu rất là sâu về cái crypto này và đặc biệt là cái thị trường DeFi. Mai đọc sâu luôn cả xuống cả tới những cái vấn đề kỹ thuật cơ. Nếu như mà anh em nào mà đã từng nghe những cái tập trước mà có sự góp mặt của Mai thì thấy là Mai đào sâu rất là chi tiết vào những cái vấn đề kỹ thuật này. Thì chắc là anh sẽ bắt đầu cái buổi hôm nay, tại vì anh cũng muốn biết cái góc nhìn của Mai á về những cái anh tạm gọi là những cái narrative gần đây của thị trường ha. Thì chắc là anh sẽ đưa ra một vài cái từ khóa và trên thang đo từ 1 đến 5 đi, thì Mai sẽ đưa ra cái nhận định của mình về cái độ hype của cái từ khóa đó. Thì cái này là góc nhìn của Mai thôi, tức là ví dụ như mà thấy nó cực kỳ hype á thì cho nó là thang 5 đó. Ví dụ như mà thấy nó bình thường thì là 3, rồi thấy nó tào lao quá thì em cho 1 đó, kiểu như vậy. Thì đây là cũng là một cái cách để anh gọi là anh đối chiếu lại thôi, tức là anh cũng muốn coi là cái góc nhìn của Mai về những cái từ khóa này nó là như thế nào. Thì chắc là từ khóa đầu tiên là The Merge của Ethereum á, cái sự kiện sắp diễn ra vào tháng 9 này á, thì không biết là Mai đánh giá cái mức độ hype nó như thế nào. Em nghĩ là độ hype của cái này thì chắc chắn là phải là 5 rồi, vì mọi người từ đầu năm đến giờ em thấy mọi người đã bàn luận về cái này khá là nhiều. Mọi người bàn luận là nó đem lại được lợi ích gì cho Ethereum, các ETH Maxi cũng rất là bullish cái sự kiện này. Xong rồi mỗi lần mà delay thì là con dân lại có thêm chuyện để nói. Nói chung là cứ mỗi cái động thái gì của The Merge hoặc là đội ngũ developer đưa ra là đều có cái để mọi người bàn luận cả. Chắc là mình sẽ nói về một cái narrative anh nghĩ là nó cũng khá là đối nghịch với lại những cái thesis về bullish riêng về cho các cái layer 1 ha. Thì cái narrative thứ hai mà anh muốn biết cái góc nhìn của Mai là về các cái app chain đó. Thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về cái app chain này. Em nghĩ app chain thì chắc là em sẽ chấm 3 điểm thôi. Thật ra cái app chain đó, em thấy thì nó cũng được bàn luận nhiều, nhưng mà gọi là hype mà để lên mức 5 như The Merge thì thứ nhất là chưa nhiều, cái thứ hai là nó dễ gây tranh cãi. Có một cái là em thấy nó dễ gây tranh cãi, bởi vì khi mà mình tách ra làm app chain thì mình có nhiều quyền tự chủ hơn các thứ, nhưng mà đương nhiên là mình cũng sẽ mang tiếng là mình kiểu ký sinh trùng lên cái layer 1 trước, rồi bây giờ là mình lại tách ra. Đấy, cho nên là em nghĩ khi mà các dự án kiểu muốn tách ra làm app chain thì họ sẽ phải đối mặt với những cái tranh cãi đấy, cho nên là em nghĩ là nó sẽ không có hype bằng cái The Merge như nãy đâu. Rồi cái từ khóa cuối cùng thì chắc là cũng để nhân tiện là gợi mở cho cái topic hôm nay, đó là những cái giải pháp scaling của riêng Ethereum. Thì app chain thì nó cũng là một cái cách để scale, nó cũng là một cái cách để tăng cái khả năng xử lý cho một cái hệ sinh thái hoặc là một cái dự án cố định nào đó. Còn riêng về scaling thì cũng có rất là nhiều các cái dự án, đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì liên tục nổ tên. Thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về các cái scaling, các cái layer 2 này ở bên riêng hệ sinh thái của Ethereum luôn. Đối với em thì cái độ hype của layer 2 thì chắc là em sẽ cho mức 4 á. Tại vì em thấy là các dự án scaling này nó đang từ đầu năm đến giờ là có nhiều tin đồn là sẽ airdrop. Và ví dụ như là Optimism là đã airdrop rồi. Bây giờ còn một số nền tảng khác, ví dụ như là Arbitrum thì là vẫn đang rục rịch thôi, cũng chưa biết khi nào. Rồi gần đây nhất là lại có ZK
cái dự án cái sau khi mà Polygon tung tin rất nhiều các CK đúng không? đúng rồi đúng rồi và mọi người kiểu bắt đầu bullish vô cái công nghệ này, bảo là cái mùa vôn sắp tới là chắc chắn là dành cho ZK. Thì sẵn sẵn là Mai nói về cái vấn đề là rất là FOMO, rất là bullish cho cái ZK này, thì bản thân anh cũng khá là thắc mắc. Tại vì trong một tuần vừa rồi á, thì khi mà lướt Twitter á, thì tất nhiên là nó có một cái hiệu ứng về mặt gọi là truyền thông ha. Tức là ba cái dự án Polygon nè, rồi ZK Scroll, hoặc là một cái nữa là ZK EVM của ZK Sync. Ba cái dự án này nó công bố tin tức ra một lúc, thì anh cũng khá là thắc mắc, tại vì anh thấy nó cũng kiểu như là các dự án này nó cũng chưa có gọi là tiếng tăm lắm, mà cũng không không quá hay. Cá nhân anh thấy là như vậy. Thì với Mai á, thì Mai có thể lý giải tại sao là những cái ZK này nó lại có được cái chất xúc tác hưng phấn như vậy cho riêng cái hệ sinh thái của Ethereum ở thời điểm hiện tại không? Cái vụ việc mà khi mà ba dự án liên tục kiểu đua nhau tung tin á, thì em ban đầu em thấy em cũng khá là thú vị á, thấy khá là thú vị, kiểu như là người này đưa tin xong rồi cái người kia cũng phải ráng đua theo. Thì em nghĩ là nó hype thì một phần là tại vì đầu tiên là nó được thông báo bởi một cái nền tảng lớn như là Polygon, bởi vì thật ra trước đây á là ZK Sync hay hay là lúc riêng á, họ cũng đã sử dụng ZK rồi mà. Nhưng mà thời điểm trước đây á, thì em thấy là mọi người kiểu bàn luận nhiều về ZK á thì chưa có nhiều lắm đâu, kiểu tại vì thật ra là đây cũng là một cái concept không quá dễ hiểu với những người mới á. Thì sau khi mà Polygon ra tin một cái, tại vì Polygon nó cũng khá là lớn mà, đặc biệt là trong thời gian gần đây Polygon công bố hợp tác với khá là nhiều ông lớn nữa, thì tự nhiên có một ông lớn đưa tin, thế là mọi người bắt đầu đổ xô vô nhìn vô, thì xong rồi mọi người mới nhìn thấy được cái tiềm năng của cái ZK này. Thì để giải thích cho cái độ hype của cái này á, thì em sẽ bắt đầu chứ, là tại vì ZK là đầu tiên là mọi người biết tới nó thông qua là giúp scale Ethereum, đúng không? Tại vì Ethereum thì nó tắc nghẽn nè. Đấy, thì tại sao là nó bị tắc nghẽn, thì giống như mọi người cũng biết đó, là các validator ở trên Ethereum thì không có xử lý giao dịch nhanh được. Thì cái lý do là một phần là bởi vì là họ phải thực hiện lại các cái tính toán diễn ra trong Ethereum, trong EVM một cách độc lập, kiểu như là mỗi validator là sẽ phải, và mỗi lần có cái update gọi là cái state transition á, là họ cứ phải re-execute lại, giống như là cứ phải tính toán lại, update lại đó. Thì cứ mỗi validator như vậy á, mà cứ làm như vậy á, thì đương nhiên là xong không không có làm nhanh được rồi, thì làm sao mà scale được. Thì bây giờ nhờ có cái công nghệ ZK này, rồi zero knowledge, tức là không cần phải biết, dịch ra tiếng Việt xác nghĩa nó là vậy, thì bây giờ các giao dịch thì không cần phải xác minh on-chain như vậy nữa, không cần phải xác minh một cách độc lập như vậy nữa, mà bây giờ mình sẽ có một cái bằng chứng gọi là validity proof. Rồi cái bằng chứng này nó có thể được sử dụng off-chain luôn để chứng minh là cái giao dịch này nó hợp lệ. Thì cứ là cho nên là nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ rẻ hơn, mà mình cũng không còn phải đánh đổi về security nữa. Anh thấy là nó khá là nhiều cái thuật ngữ về kỹ thuật, nó khá là phức tạp á ha. Đúng rồi, đúng rồi. Thì thực ra thì anh cũng đọc về cái vấn đề này, thì nhưng mà cái điểm mà mấu chốt mà anh thấy nó khác biệt với lại cái optimism roll up á, tức là các cái giải pháp kiểu như optimism hay là arbitrum á, thì ZK nó đặc biệt nêu lên cái tính là privacy, tức là cái tính mà bảo mật. Cá nhân anh thì cũng có thử nghiệm qua một cái dự án gần đây, nó cũng mới lên, đó là cái ZK Money. Thì kiểu như là mình dép tiền từ dưới là một dép lên tới cái ZK Money này. ZK Money là cho những anh em nào mà lần đầu nghe qua cái tên này, thì nó là một mạng dự án của Aztec. Thì khi mà anh dép lên á, thì anh cảm thấy là nó dùng cái từ là shield, tức là để bảo mật cái số tiền mà mình vừa dép từ là một lên cái ZK Money này. Thì anh cũng thấy là ủa, tại sao phải 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 có một cái độ bảo mật như vậy, trong khi thực ra với những cái game DeFi mà mình đã chơi trong cái khoảng 2 năm gần đây, thì thực ra cái yếu tố bảo mật với anh nó không quá hay, và nó không có cái use case nó quá cụ thể và nó rõ ràng á. Thì không biết Mai nghĩ như thế nào về cái vấn đề privacy này. Tức là đối với anh là đó giờ là khi mà anh trải nghiệm DeFi là privacy nó cũng không có quan trọng lắm, đúng không? Tại vì thực ra
chúng ta thấy thì chỉ có các quỹ ví dụ như họ giao dịch OTC với nhau thì riêng họ biết họ bảo mật những cái thông tin đó, chứ vấn đề là nhiều cái thao tác on-chain thì mọi người đều gần như là biết hết. Và thực ra một phần giá trị của blockchain nó đến từ những cái tính minh bạch và những cái xác thực on-chain như vậy thì nó sẽ tạo ra cái tính minh bạch. Tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng xử lý, nó sẽ bị chậm lại, nhưng mà với anh thì anh vẫn value cái tính gọi là transparency, tức là cái sự minh bạch này á. Thì không biết là em có đọc được những cái tài liệu nào về các cái privacy này không? Dạ có, em cũng có tìm hiểu về các cơ chế bảo mật về privacy của các nền tảng blockchain. Thì nói chung là mỗi nền tảng thì nó cũng có một cái kiểu bảo mật khác nhau, và tuy nhiên là mỗi cái nào thì nó cũng sẽ có ưu nhược điểm riêng của nó. Nhưng mà để mà gọi là tại sao cần phải nhấn mạnh cái quyền riêng tư ở trên blockchain á, thì em nghĩ á là chắc là bởi vì cái này nó sẽ cần thiết với những ở trong thực tế á, nó cần thiết cho crypto adoption mai sau này khi mà nó đi vô thị trường tài chính truyền thống, thì em nghĩ cái này nó sẽ cần thiết. Tại vì đương nhiên là bây giờ nếu như mà mình giao dịch thực tế đi ha, bây giờ ví dụ như mà khi mà mình đăng ký một cái ví đi, bây giờ mình đăng ký một cái ví thì nó là ví phi tập trung, mọi người chỉ nhìn thấy một cái dãy số ở trên cái ví của mình thôi. Nhưng mà biết đâu sau này bây giờ khi mà chính phủ nhảy vô quản lý, bây giờ cái ví đó nó sẽ không chỉ là một cái dãy số 0x123456 gì nữa, mà nó sẽ gắn tên của mình lên đó, nó gắn một số thông tin gì của mình trên đó, thì chắc chắn là đến lúc đó là mình sẽ cần đến privacy. Và như hồi nãy anh cũng nói là các quỹ lớn cũng cần tới privacy đúng không, tại vì đâu ai muốn ví dụ như mình bâm đâm sao tự nhiên ai cũng nhìn thấy được. Thì maybe là ví dụ như sau này các institutional investor, các nhà đầu tư tổ chức ở bên TradFi họ nhảy vô, thì em nghĩ là họ cũng sẽ cần tới cái này, hoặc là họ muốn sử dụng công nghệ blockchain vào trong cái hệ thống của họ đi, thì em nghĩ là cái chuyện quyền riêng tư thì nó cũng cần phải được tôn trọng, nó cũng cần phải được giải quyết. Ok, chắc là mình bắt về cái từ khóa chính của cái tập tuần này đi, đó là cái scaling wars, tức là những cái cuộc chiến về mặt là scaling cho Ethereum. Thì anh có đọc thấy các cái dự án này họ gọi họ là những cái ZKEVM, thì Mai có thể gọi là giải thích cơ bản nhất về cái ZKEVM này hay không? Ok, thì ZKEVM, mình sẽ bắt đầu với chuyện là cái máy ảo Ethereum EVM á, trước đây á, khi mà người ta thiết kế ra nó thì người ta không có nghĩ đến chuyện là xây dựng một cái giao thức ZK, một cái giao thức Zero Knowledge nào ở trên đây hết. Cho nên là các dự án ZK sau này nó sinh ra thì nó không có trực tiếp triển khai ở trên EVM được, nó phải qua nhiều bước, nhiều lớp, thì nó mới kiểu gọi là kết nối được với EVM á. Đấy, thì bây giờ có ZK EVM, mình sẽ tạm hiểu nó là mọi người có thể triển khai code Solidity Smart Contract trực tiếp lên đây luôn, tức là không cần phải có một ngôn ngữ riêng nào hết. Vậy thì nó khác gì với ZK Snark và ZK Stark? Thật ra là ZK Snark với lại ZK Stark đó, nó là hai loại trong công nghệ ZK. Còn ZK EVM này mình hiểu nó là EVM nhưng mà có yếu tố Zero Knowledge. Tức là bây giờ cái Snark và cái Stark này nó sẽ không xếp cùng category, nó kiểu như là sẽ không thể đem ra so sánh với lại ZK EVM đúng không? Đúng rồi, chính xác. Tức là bây giờ ví dụ như Snark nhưng mà nó vẫn có thể tương thích với EVM, hoặc là Stark thì nó vẫn có thể tương thích với EVM thì vẫn gọi nó là ZK EVM. Đúng, chính xác. Ví dụ như là cái ZK EVM của Polygon mới tung ra đi, mình lấy ví dụ đi, thì họ cũng sử dụng kết hợp cả Snark và cả Stark ở trong đó luôn. Thì đấy, đó là cái ví dụ để cho mọi người hiểu. Chắc là mình sẽ nói về một cái dự án mà nằm trong ba cái dự án mà nó thông báo khá là rầm rộ trong tuần qua, đó là ZK Scroll. Thì Mai có chia sẻ là Mai có theo dõi cái case này và cũng khá là tiếc cho cái trường hợp của ZK Scroll. Thì anh không rõ là cái tiếc mà Mai nói là ở đây nó nghĩa là như thế nào. Thực ra là tại vì em biết tên ZK Scroll lâu rồi, cũng cách đây mấy tháng rồi. Thì lúc đó là mình cũng chưa biết nhiều về ZK như bây giờ đâu, nhưng mà
sau này khi mà mình tìm hiểu nhiều thêm á, thì mình thấy là cái giải pháp của Scroll là nó được xem là tương thích với lại EVM nhất. Bởi vì cái này nói hơi về mặt tích chút xíu ha, thì tại vì họ thiết kế hẳn một cái mạch điện tử cho opcode của EVM luôn, tức là các lập trình viên có thể triển khai smart contract trên EVM trực tiếp lên Scroll luôn. Còn cái giải pháp GKEVM của Polygon thì hơi khác một chút, tức là người ta sẽ phải biên dịch lại cái bytecode của EVM một xíu đó, xong rồi mới chạy được trên GK Rollup của Polygon. Tức là kiểu giống như là anh cứ hiểu là nó sẽ đi, phải đi qua một lớp nữa đó. Còn ở Scroll thì nó build hẳn cái nền tảng mày 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 làm cho nó luôn, mà cái giải pháp của Scroll thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy. Thì em thấy tiếc cho Scroll á, tại vì thật ra này là cái dự án mới đấy. Còn Polygon á, khi mà nó tung tin á, em biết là chắc chắn là sẽ thu hút rất là nhiều nhân tài về đây, bởi vì nó cái đội ngũ của họ đã lớn sẵn rồi, họ có nhiều nguồn lực hơn. Nhưng mà thật ra thì em tiếc thế thôi, nhưng mà em nghĩ là em vẫn sẽ trông đợi vào tương lai các nền tảng này nó sẽ cạnh tranh sòng phẳng hơn với nhau để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Tại vì thật ra bây giờ những cái code mà hai bên tung ra, bên Scroll tung ra hay là bên Polygon tung ra, thì thật ra nó cũng chưa hoàn thiện lắm, nó chưa phải là tất cả những gì họ có. GKSync thì cái mainnet của họ thì thậm chí còn 3 tháng nữa mới bắt đầu launch đúng không? Thế bây giờ Đúng họ họ cứ loa loa lên trước là bọn bọn tôi có cái lộ trình như thế này, nhưng mà thật ra thì 3 tháng sau thì nó mới chính thức lên mainnet. rồi, đúng đúng chính xác, tức là mình vẫn chưa, cái cuộc đua này nó vẫn chưa hề ngã ngũ tí nào hết. Mai có nói về cái vấn đề cạnh tranh đó, thì anh cũng có đọc qua được một cái tweet của founder của Polygon, thì cũng là một cái tweet kiểu như là để chê các cái đối thủ còn lại thôi. Thì zkScroll thì ông này ông bảo là tức là nó chỉ hỗ trợ một phần opcode của EVM thôi, tức là nếu mà nói là EVM equivalence gì đó đó thì nó không chính xác. Thì Mai nghĩ như thế nào về cái này, và em thấy cái drama này nó thực sự là cái bản chất về mặt sản phẩm thì nó là như thế nào? Thì thật ra thì lúc mà em đọc xong cái này á, và em đương nhiên là mình cũng phải tua xuống mình đọc bình luận của hai bên họ họ tranh cãi với nhau như thế nào á, thì em thấy khá là thú vị á. Tại vì founder của Polygon thì chê là zkScroll không hỗ trợ hết opcode của bên EVM, nhưng mà thật ra là thứ nhất á, là bên Scroll nói là ok tụi ta cũng chưa tung hết đâu, còn một vài phần nữa, rồi chừng nào mà launch thì là sẽ hỗ trợ hết. Thì cái đó là người ta nói thế thì mình biết thế, nhưng mà có một điều thú vị hơn là cái code mà Polygon tung ra thì nó cũng vẫn chưa đủ, nó cũng vài chỗ bị thiếu sót, cho nên tức là phần code của hai bên đó nó cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện thôi, nó vẫn còn nhiều thiếu sót thôi. Cho nên là đó, giống như hồi nãy như anh nói á, hai bên, tất cả các bên nó đều la lên đó, nhưng mà mình cũng chưa biết là thật sự nó như thế nào. Nhưng mà em nghĩ á, là đương nhiên á, là chắc là họ cũng phải làm được, và họ cũng phải đã có rồi thì người ta mới dám nói. Nãy giờ thì mình nói nhiều về các cái ZK mà nó tương thích với EVM ha, thì chắc là anh sẽ nhảy qua một cái mảng được coi là đối thủ của các cái dự án nãy giờ, đó là các cái ZK rollup mà nó không hỗ trợ tương thích với EVM. Nói là không hỗ trợ vậy thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái bộ biên dịch đó, nó có một cái bộ compile. Thì một cái đại diện mà được coi là điển hình cho cái mảng này đó là Stuxnet đó, thì với cái ngôn ngữ là Cairo, thì em nghĩ như thế nào về cái việc là một cái hệ sinh thái nó có một cái ngôn ngữ riêng và nó phát triển gần như là nó đi ngược lại với những cái khuôn của EVM? Thực ra thì em nghĩ là khi mà em mới tìm hiểu về Stuxnet và biết là nó có một cái ngôn ngữ riêng là Cairo á, thì đương nhiên cái khó khăn đầu tiên mình nhìn thấy cho Stuxnet đó là nó sẽ khó thu hút nhân tài hơn. Tại vì Solidity là ngôn ngữ là nó đã phát triển rộng rãi rồi, và tài liệu để học thì đương nhiên nó cũng nhiều hơn. Và khi mà mình có một cái ngôn ngữ lập trình mới á, thì đương nhiên á, là nó cũng sẽ có nhiều lỗ hổng hơn mà người ta chưa có biết đến. Tức là hacker chưa có đụng đến đó, cho nên là chưa biết là nó có tồn tại hay không á đó. Nhưng mà em nghĩ là bởi vì nó đến sau cho nên là nó cũng sẽ học hỏi được phần nào cái hạn chế của EVM để nó cải thiện hơn đấy. Nhưng mà
Với quan điểm của em nha, thì em vẫn thấy là những cái thiệt thòi dành cho những cái nền tảng mà có một cái ngôn ngữ lập trình riêng như .NET đó, thì nó sẽ nhiều hơn cái mặt lợi đó. Cá nhân anh á là cũng có từng gọi là vọc vạch mấy cái code này, thì hồi đó là anh gặp một cái vấn đề khi mà mình code bằng một cái ngôn ngữ ví dụ như Java đi, thì khi mà chuyển nó sang một cái ngôn ngữ là TypeScript chẳng hạn, thì cái lúc mà compile á, tức là cái lúc mà biên dịch ra giữa hai cái ngôn ngữ á, mình tưởng là nó có bộ công cụ sẵn hết rồi, tức là cái mình tưởng là chỉ cần là áp cái bộ công cụ này vô thì cái ngôn ngữ nó sẽ chuyển qua một cách đơn giản đó. Nhưng mà thực ra thì có rất là nhiều cái thứ trúc trắc khi mà qua cái bộ lọc đó, thì nó qua cái ngôn ngữ đích của mình đó, chủ đích của mình đó, thì nó rất là lằng nhằng. Thì góc nhìn của anh là nó cũng sẽ có một cái hạn chế là như vậy. Còn mình cũng muốn lắng nghe những cái góc nhìn cũng như là chia sẻ của anh em về cái vấn đề này. Nếu anh em nào mà có những cái nghiên cứu hoặc là những cái thông tin nào về cái vấn đề này, hoặc là nó chi tiết hơn đó, thì có thể chia sẻ với bọn mình ở phía dưới comment. Tại vì thực ra cái này nó cũng chỉ là những cái nhận định dựa trên những cái thông tin cũng như là những cái trải nghiệm của bọn mình thôi. Tức là nó là như vậy, nó mang tính cá biệt cho mỗi 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 người thôi. Thì cũng muốn nghe thêm những cái góc nhìn của anh em về cái vấn đề này ở dưới phần comment ha. Rồi thì nói dông nói dài rồi, thì chúng ta cũng đi qua rất là nhiều cái khái niệm và đi đi qua rất là nhiều các cái dạng sản phẩm, và cuối cùng thì với vai trò là một nhà đầu tư cá nhân, thì mày nghĩ là chúng ta nên làm gì với cái luồng thông tin mà nó quá kinh khủng trong một tuần vừa rồi, đúng không? Chúng ta có Starknet ra token này, rồi rất là nhiều các cái zkVM nó công bố sản phẩm testnet rồi mainnet quá trời luôn. Thì với vai trò là một cái nhà đầu tư cá nhân, thì mày nghĩ là đâu là một cái chiến lược hợp lý? Theo em thì ở tại tại thời điểm này á, khi mà thông tin nó đến quá nhiều quá thì giải pháp của em sẽ là ngồi im xem xét, không có động tay động chân gì hết. Tại vì như em cũng đã nói hồi nãy á, mình cũng chưa biết cái nào tốt hơn cái nào, cho nên là đừng đừng có nóng vội. Với lại thật ra á, là công nghệ á, nó chiếm một phần quan trọng trong sự thành công của một dự án trong crypto. Đúng, nhưng mà em cũng hiểu là thật ra công nghệ nó không phải là tất cả. Có những cái bởi vì thật ra người dùng bình thường đi ha, như mình nè, mình cũng đâu quan tâm đến mấy cái đó nhiều lắm đâu. Mình chỉ quan tâm trải nghiệm sản phẩm, rồi chất lượng như thế nào, rồi cộng đồng văn hóa nó như thế nào thôi. Thì nó có nhiều yếu tố mình còn phải xem xét đến nữa. Và những cái công nghệ này mình biết và mình đương nhiên là mình sẽ phải xem xét kỹ, nhưng mà đừng có coi nó là tất cả. Trong thời điểm hiện tại thì tốt nhất đó là cứ để cho mọi người tung hết ra những gì họ có đi, rồi mình sẽ bắt đầu sẽ có nhiều thông tin hơn để mà mình đối chiếu và mình so sánh. Khi mà không biết làm gì thì tốt nhất là đừng làm gì. tốt nhất là ngồi im. Nhưng mà em có sợ là ví dụ như thông tin mà nó tới mình đó thì mọi thứ nó quá trễ không? Em có bao giờ sợ về cái điều đó không? Có nha, tại vì trước hồi trước này em cũng vậy á, kiểu giống như là mình cũng biết là cái này nó sắp thành trend rồi nè, cái này nó sắp lên rồi nè, nhưng mà mình vẫn không biết là mình entry như thế nào. Cái mình cứ đứng đó mình tần ngần, cái xong rồi khi mà tin tức nó ập đến á, đương nhiên là mình đâu có entry tốt nữa. Nhưng mà quan điểm của em là thôi được rồi, tại vì em cũng là một người hơi hơi risk averse á. Thôi được rồi, ít nhất là nhiều khi mình cũng tự động viên là hơn rồi, ít nhất là mình đã không lỗ. Mình đã không lỗ. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà risky hơn mình đó thì mấy bạn có thể kiểu giống như là chia nhỏ cái vốn của mình ra cũng được. Nó cũng là một cái cách trải nghiệm. Thực ra anh thấy là ví dụ như các cái dự án này nó scale nó cạnh tranh với nhau về mặt scaling cho Ethereum, đúng không? Thì cái Đúng. giá trị này nó sẽ về Ethereum, tại vì những cái dự án này khi mà trả phí rồi này nọ thì nó cũng sẽ phải tương tác với dưới layer one mà, thì cũng có thể là một cái hướng tiếp cận mà nó ít rủi ro hơn, nhưng mà nó cũng khá là hợp lý. Cái anh thấy nó cũng khá là hợp lý. Song song đó thì anh thấy là test các cái sản phẩm mà trên các cái giải pháp mới này cũng được, biết đâu họ có airdrop cái gì đó cho mình, thì mình cũng là một dạng là entry sớm.
Nhưng mà anh có nghĩ khi mà những cái giải pháp scaling này nè, kiểu như là nó anh hồi nãy anh nói là cái giá trị nó sẽ đổ về Ethereum đúng không? Nhưng mà anh có bao giờ nghĩ là kiểu khi mà nó scale và nó roll up như vậy á, về mặt ngoài thì mình thấy là nó kiểu giống như là nó giúp nó gọi là nó dỡ gánh nặng cho Ethereum, nhưng mà anh có thấy là nhiều khi nó cũng sẽ gọi là kiểu hút bớt kiểu gọi là ký sinh á, ký sinh lên. Tức là thay vì người ta thực hiện cái giao dịch đó ở trên Ethereum và người ta trả một cái mức Đúng phí rồi. nó gấp 3, gấp 10 lần, thì người ta chỉ trả một phần với lại cái scaling thôi đúng Đúng rồi. không? Anh có nghĩ vậy không? Thực ra thì nó là cái bài toán về về số lượng và chất lượng á. Ví dụ như là cái chất lượng của một cái giao dịch, cái lượng phi nó thấp xuống nhưng mà người ta sẽ giao dịch nhiều hơn chẳng hạn, thì cái lượng phi nó thu về cho Ethereum nó cũng cũng nhiều đúng không? Mà dạo gần đây thì chúng ta thấy là Arbitrum với lại Optimism, kể cả khi mà nó chưa hoàn thiện được cái bộ máy gas của nó chưa tối ưu được á, thì cái lượng phi mà các cái giải pháp layer 2 này nó burn cho Ethereum thì gần như là nó top đầu rồi. Nên mình thấy cái bảng xếp hạng về cái lượng phi được burn đó thì gần như là nó xếp đầu, nên là có thể là cái giá trị của một cái giao dịch nó sẽ thấp xuống nhưng mà cái số lượng nó sẽ nhiều lên, thì anh nghĩ nó cũng sẽ bù đắp, và đôi khi là nó cũng là một cái hype gì đó để người ta tiếp tục, người ta giao dịch nhiều hơn, người ta sign airdrop rồi các thứ ở trên đó thì nhu cầu nó cũng nhiều, thì cái lượng phi từ đó nó cũng sẽ tăng theo. Thì đó là góc nhìn của anh về cái hồi hỏi nãy của Mai. Rồi, ok. Nghĩa là cái buổi trò chuyện hôm nay nó cũng nặng về hạ tầng và kỹ thuật ha. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn đâu đó sẽ có những cái thông tin và những cái insight thú vị cho anh em, đặc biệt về các cái dự án mà đang tham gia vào cái cuộc chiến mở rộng quy mô cho Ethereum. Thì cái tập podcast này thì bọn mình chắc cũng không dám kéo dài đâu, tại vì nếu mà kéo dài dữ quá thì nó quá technical, nên là thôi thì chắc là để bọn mình gửi lời chào đến anh em ha, rồi chắc là để Mai gửi lời chào đến các bạn đang xem podcast, đang nghe podcast tuần này ha. Ok, một lần nữa thì mình rất là cảm ơn anh Nguyên đã mời mình đến buổi podcast ngày hôm nay, và rất là cảm ơn các bạn đã nghe cái buổi discussion ngày hôm nay đến tận bây giờ. Và nếu như mà có bất kỳ bình luận hay là thắc mắc hay là ý kiến nào thì mọi người cứ thoải mái comment xuống phía dưới để mình có nhiều cơ hội trao đổi với nhau hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, rồi cảm ơn Mai một lần nữa đã dành thời gian tham gia DeFi Discussion tuần này, và cảm ơn anh em đã nghe đến hết podcast, và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo.